Hello các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi nghiên cứu bài Electric Force, lực điện. Okay. You have heard that the expression opposite attract and like repel. Okay. Có nghĩa là bạn đã nghe được cái cụm từ cùng trái dấu thì hút nhau, cùng dấu thì đẩy nhau. Okay. Opposite là trái dấu thì hút nhau, like có nghĩa là cùng thì nó sẽ repel, có nghĩa là đẩy nhau. Okay. Okay. This saying comes directly from the behavior of electric charges. Đấy, thì câu nói này thì nó đến từ cái tính chất của các cái điện tích, okay? Tức là cách cư xử đó, tính chất là cái thuộc tính của các cái điện tích. Not only do opposite charges attract and like charges repel, but the strength of the attraction or repulsion depends on the magnitudes of the charges. Okay. À, không những là gì, các cái điện tích trái dấu thì hút nhau, cùng dấu thì đẩy nhau. Okay. Nhưng mà cái lực hút đấy gọi là the strength of the attraction hoặc là lực đẩy thì còn phụ thuộc vào độ lớn. Okay. Độ lớn phụ thuộc vào độ lớn của điện tích. Okay. The force between electric charges, which refer to as the electric or electrostatic forces, also depend on the separation between the charges. Okay. Lực giữa các cái điện tích, okay. À, thì chúng ta thường gọi là lực tĩnh điện hay là lực điện. Okay. Trong tiếng Việt ta hay gọi là lực tĩnh điện hơn. Okay. Nó còn phụ thuộc vào khoảng cách. Okay. Phụ thuộc vào cái khoảng cách giữa hai cái. Ở đây người ta dùng từ separation. Okay. Chúng ta hiểu đó là khoảng cách giữa hai cái điện tích khác. Okay. Như vậy lực gọi là lực tĩnh điện thì không những phụ thuộc vào độ lớn của điện tích mà còn phụ thuộc vào cái khoảng cách giữa chúng. Okay. We explore the details of the electric force in this lesson. Chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết về cái lực gọi là lực tĩnh điện trong bài học này. Coulomb's law describes the electric force. Định luật Coulomb thì nó sẽ mô tả cái lực tĩnh điện. Let's consider two electric charges, Q1 and Q2. Bây giờ chúng ta hãy xem xét hai cái điện tích. Đó là Q1 và Q2. The strength or magnitude of the force between the charges depends on both their magnitude, Q1 and Q2. And the separation R. Okay. Cái lực hay là cái độ lớn đó các bạn, của lực, okay, giữa các cái điện tích thì phụ thuộc vào độ lớn của chúng, okay, gọi là their magnitude, và khoảng cách giữa chúng, their separation, là ký hiệu là R. Okay. What Coulomb discover is that if you double charge Q1, the force doubles. À, những gì mà Coulomb khám phá ra đó là chính là nếu bạn tăng gấp đôi cái điện tích Q1, okay, thì cái lực nó cũng sẽ tăng gấp đôi. If you double charge Q2, the force again doubles. Còn nếu bạn tăng gấp đôi điện tích Q2, thì cái lực nó cũng tăng gấp đôi. Okay. The electrostatic force depends on the product of the magnitude of the charges. Okay. Như vậy cái lực tĩnh điện thì nó phụ thuộc vào tích, lưu ý là chữ product trong một này là tích, của độ lớn của các điện tích. Như vậy F thì depend on Q1 and Q2. Thus, doubling either charge doubles the force. Do đó khi chúng ta tăng gọi là gấp đôi cái điện tích của mỗi cái đấy thì cũng sẽ làm gấp đôi cái lực. Okay. Coulomb also discover that the electric force become weaker as the charges are moved farther apart, as you might expect. Okay. Coulomb khám phá ra rằng là gì? Cái lực tĩnh điện đó thì trở nên yếu hơn nếu các hạt mang điện đó, thì gọi là dịch chuyển ra xa hơn. Okay. Move farther apart có nghĩa là dịch chuyển ra xa hơn. Okay. In fact, he found that if you double the separation between the charges,
The force drops by a factor of 4. Okay. Thực ra là ông ấy đã tìm ra một cái điều là nếu mà bạn tăng gấp đôi cái khoảng cách giữa các hạt mang điện, okay, thì cái lực tương tác giữa chúng sẽ giảm, gọi là giảm đi 4 lần. Okay. Gọi là drop by a factor of 4. Okay. Gọi là giảm 4 lần. The electrostatic force also depends on the inverse square of the distance. Inverse square of the distance, okay, between the charges. Lực tương tác tĩnh điện đó, thì cũng phụ thuộc vào gọi là inverse square, có nghĩa là tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Okay, ta lưu ý như vậy. Inverse square of the distance có nghĩa là tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa các hạt mang điện. Okay. Coulomb combined these observations into law. Coulomb đã kết hợp những cái quan sát này tạo thành một cái định luật, gọi là định luật Coulomb. Coulomb's law relates the strength of the electrostatic force between point charges to the magnitude of the charges and the distance between them. Okay. Coulomb đã tìm được cái mối liên hệ giữa lực, okay, gọi là độ lớn của lực tĩnh điện đó, giữa các hạt mang điện với cái độ lớn của điện tích này và khoảng cách giữa chúng. Okay. Coulomb's law for the magnitude of the electrostatic force between point charges. Okay. Định luật Coulomb nói về cái độ lớn của lực tĩnh điện giữa các hạt mang điện hoặc là giữa các cái điểm gọi là điện tích điểm đấy, cái point charge là điện tích điểm. Như vậy, lực tĩnh điện electrostatic force thì nó sẽ bằng magnitude of charge Q1 nhân với magnitude of charge Q2 chia cho square of distance between the charges. Okay. Bình phương khoảng cách. Như vậy, F sẽ bằng K nhân trị tuyệt đối Q1 nhân trị tuyệt đối Q2 chia R bình phương. Okay. Và đơn vị của lực đương nhiên vẫn là Newton. In this equation, the constant K has the following value. Trong phương trình này thì hằng số K thì nó có giá trị là 8,99 nhân 10 mũ 9 Newton mét bình phương trên Coulomb bình phương. Trong sách tiếng Việt chúng ta hay dùng là 9 nhân 10 mũ 9. Ở đây là 8,99 nhân 10 mũ 9 Newton nhân mét bình phương chia Coulomb bình phương. Okay. Rồi. Nội dung tiếp theo. Electric force acts along a line between the charges. Okay. Lực tĩnh điện á, thì nó tác dụng theo cái gọi là đường nối giữa hai điện tích. Okay. The magnitude of the electric force is given by Coulomb's law. Độ lớn của lực tĩnh điện á, thì được cho bằng định luật Coulomb. The direction of the force is easy to determine. Còn hướng của lực á, thì cũng dễ xác định. The electric force acts along the line connecting the two charges. Lực tĩnh điện đó, thì nó sẽ tác dụng dọc theo cái đường thẳng nối hai điện tích. Okay. In addition, we know that like charges repel and opposite charges attract. Hơn nữa là chúng ta biết rằng là các điện tích giống nhau thì đẩy nhau, còn điện tích có ngược dấu thì nó sẽ hút nhau. These properties are illustrated in figure 19.11, where forces vectors are shown for pairs of charges of various size. Okay. Thì tính chất này được mô tả ở hình 19.11. Okay. 19.11 đây các bạn. Hai điện tích Q1, Q2 là cùng dấu, cho nên nó đẩy nhau. Okay. Q1, Q2 trong trường hợp B này là ngược dấu, cho nên nó hút nhau. Còn C là hai điện tích Q1, Q2 cùng dấu cho nên nó đẩy nhau. Okay. Thus, to find the electric force, we first calculate the magnitude of the force with the Coulomb's law and then determine its direction with the opposite attract and like repel rule. Okay. Vì vậy, để xác định được cái lực tĩnh điện, thì trước tiên các bạn cần tính độ lớn của lực bằng định lực Coulomb, okay. Độ lớn của lực magnitude of the force, và sau đó xác định gọi là xác định hướng của nó, okay. Xác định hướng của lực đó,
dựa vào cái quy tắc là ngược dấu thì gọi là hút nhau, còn trái dấu ngược dấu thì hút nhau, còn cùng dấu thì đẩy nhau. Okay. Notice that Newton's third law about pair action reaction forces. À, chúng ta cần chú ý rằng theo định ba Newton đó, thì về các cái cặp lực gọi là lực tác dụng action force và phản lực reaction force applies to each of the cases shown in figure okay, 19.11 được áp dụng cho mỗi trường hợp trong cái hình 19.11. Okay. For example, the force exerted on charge 1 by charge 2 is always equal in magnitude, okay, and opposite in other direction, okay, to the force exerted on charge 1 by charge 2, okay. Expressed mathematically, this is or the vector F 2 1 equal minus vector F 1 2, okay. Có nghĩa là ví dụ lực của tác dụng lên cái điện tích 1 á, bởi điện tích 2 thì luôn luôn bằng cái gì các bạn? Luôn luôn bằng về độ lớn nhưng mà ngược hướng so với lực tác dụng lên điện tích 2 bởi điện tích 1. Okay. Thì mô tả toán học tức là ta dùng vector F21 bằng trừ vector F12. Đây. Ví dụ trong hợp này. Okay. Hai vector F12 và vector F21. Thì theo định 34 thì F12 có nghĩa là gọi là lực của điện tích Q2 tác dụng lên Q1. Okay. Còn F21 tức là gọi là cái điện tích, cái lực do cái điện tích Q1 tác dụng lên điện tích Q2. Okay. Thì nó các bạn thấy là gì? Độ lớn nó cùng nhau à, nhưng mà ngược hướng nhau. Okay, ta lưu ý như vậy. Cùng độ lớn nhưng mà ngược hướng. Thì đó là theo định luật 34. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học một cái nội dung tiếp theo. Đó chính là electric force is similar to gravitational force. Lực tĩnh điện thì tương tự như là gọi là trọng lực. Okay. Gravitational force. It's interesting to compare Coulomb law for the electric force and Newton's law for the force of gravity. Thật là thú vị nếu chúng ta so sánh cái định lực Coulomb cho cái lực điện và định lực Newton cho cái lực trọng trừ. Okay. The equation are as follow. Các phương trình được cho như sau. Định lực Coulomb đó thì F bằng K nhân cho trị tuyệt đối Q1 nhân trị tuyệt đối Q2 chia rờn phương. Còn định lực về trọng lực của Newton đó, thì F bằng G nhân M1 nhân M2 chia rờn phương. Okay. Similarities and the differences. Sự giống và khác nhau. In each case, the force decreases as the square of the distance between the objects. Okay. Trong mỗi trường hợp thì cái lực nó sẽ giảm theo bình phương khoảng cách giữa các vật. Hay bình phương cách giống nhau như vậy. In addition, each force depends on the product of two magnitudes of a physical quantity. À, thêm nữa là mỗi lực thì đều phụ thuộc vào tích của hai cái độ lớn của một đại lượng vật lý. For electric force, the physical quantity is the charge. Đối với cái lực tĩnh điện đó, thì đại lượng vật lý đó chính là điện tích. Okay. For gravity, it is the mass. Đối với trọng lực thì cái đại lượng vật lý đó chính là khối lượng. Okay. Thì đó là cái điểm giống nhau. Equally significant, however, are the differences. Cũng quan trọng không kém thì đó là sự khác nhau. For example, the force of gravity is always attractive, whereas the electric force can be attractive or repulsive. Okay. Sự khác nhau đó là gì? Đối với trọng lực á, thì luôn luôn là lực hút, luôn như vậy. Luôn luôn lực hút. Trong khi đó với lực điện á, thì có thể là lực hút attractive hoặc là lực đẩy repulsive. Okay.
This difference has important consequences. Okay. Sự khác biệt này có một cái vai trò, một cái hệ quả rất là to lớn, quan trọng. Okay. Như vậy bài học của chúng ta về nội dung chính thì đến đây là hết. Nhắc lại một số cái từ mình đã vô đêm, còn nội dung thì bạn có thể xem lại. Electric force, lực, tương tác tĩnh điện hay là lực điện. Magnitude là độ lớn. Electrostatic force, lực tĩnh điện. Separation là cái khoảng cách. Okay. Product trong hợp này là tích. Move farther apart tức là rời, gọi là dịch chuyển xa nhau, rời xa nhau. Inverse square of the distance có nghĩa là gọi là nghịch đảo của bình phương khoảng cách. Okay. Coulomb's law, định luật Coulomb. Okay. Magnitude of the force gọi là độ lớn của lực. Direction là hướng. Equal in magnitude bằng nhau về độ lớn. Opposite in direction ngược nhau về hướng. Okay. Attractive là hút, còn repulsive là đẩy. Cái danh từ của attractive là attraction, danh từ của repulsive là repulsion. Okay. Vậy bài học của chúng ta đến đây là hết. Thank you so much for your attention. See you next time. Bye bye.